Hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại với kênh của bộ. Như cũng đã hứa ở trong những cái livestream trước anh em, thì cũng có nhiều anh em hỏi tôi là xây nhà solo với xây nhà đua kiểu gì cho nó hợp lý nhất. Rồi kiểu mà anh em xây nhà solo với nhà đua kiểu gì, kiểu nó ít vật liệu bảo trì mà chúng ta xây nó gọi là cứng cáp, chúng ta có thể tự thủ ở trong đấy. Xây kiểu gì để chúng ta có thể gọi là một mình chúng ta solo được với clan ấy. Thì ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái xây một cái ngôi nhà solo tôi rất là tâm đắc nha anh em. Đầu tiên thì anh em xây cho tôi đó chính là những cái móng cao nhá. Sau đó anh em nào, chúng ta lấy một cái móng thấp nhất đấy, anh em duỗi dần vào này đó. Anh em xây làm sao ở trong cái móng thấp nhất này nó có thể nọt giữa các cái móng cao đấy. Ok, tôi sẽ chê cái tủ đánh địa ra nha. Anh em xây lấy cái móng cao nhất, xong rồi cái móng ở trong ấy anh em xây sao cho nó nọt vào trong lòng ấy, thì nó là cái móng thấp nhất nhưng mà nó phải nọt ở trong cái nõi này nha anh em nha. Ok, tôi sẽ cố gắng tôi lấy cái này nó nọt vào trong cái nõi này cho anh em xem nha. Đó, chúng ta cứ từ 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 chúng ta dần dần nhưng mà phải là cái móng thấp nhất anh em nha. Ok đây, nó hơi lòi anh em ạ. Rồi chúng ta sẽ xây thử lên xem là nó có kiểu là nó xây được không ấy. Đấy, nếu mà nó không xây được thì chúng ta gỡ ra nhá. Chúng ta sẽ xây một cái móng thấp nhất. Xây khi nào mà nó nọt vào trong này luôn ấy. Đó, cho nó gọi là khít 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 từ trong này. Chúng ta coi như là chúng ta xây một cái móng ấy ấy. Thì nó sẽ không bị hở, anh em hiểu không? Ok, tôi sẽ cố gắng tôi xây cái móng thấp thấp xong rồi. Đây rồi. Ừ, này chắc được đấy. À, anh em xây ra ngoài này. Rồi, chúng ta sẽ xây quanh như vậy này. Anh em khi nào anh em xây như thế này được ấy thì cái móng này ok rồi nha anh em nha. Chúng ta có thể bê cái tủ lãnh địa xuống dưới này. Đây, để tôi bê cái tủ lãnh địa xuống dưới này cho anh em xem. Thì chúng ta có thể để cái TC ở dưới này nha anh em nha. Đó, anh em có thể để cái TC ở dưới này. Ok. Thì cái căn nhà của tôi ấy, tôi thiết kế ra thì căn nhà này cũng không phải là tôi thiết kế mà tôi thấy hôm bữa trong server của tôi ấy có mấy ông solo đùa ấy, xong mấy ông ấy xây quả nhà chí vệ đái ra đây. Rồi anh em, tiếp theo là chúng ta sẽ lấy một cái móng sao cho cái móng này ấy nó bằng với lại cái nó cao hơn cái TC nha anh em nha. Nó cao hơn cái TC ấy, nó cao hơn cái TC để cho chúng ta có thể gọi là che được cái TC đi ấy. Nó nói chung là cái TC của chúng ta để dưới thấp nhất ấy thì chúng ta có thể đặt một cái trần nó che vừa đủ cái TC. Đó, anh em cũng lấy y như những lần trước tôi có làm những cái video gọi là hướng dẫn lấy móng mà chúng ta không có chạm vào trong ấy. Nó vừa bằng với lại cái móng móng ấy nhưng mà lần này chúng ta sẽ lấy cái móng mà nó qua cái TC một xíu. Chúng ta có thể làm được cái lớp trần hai lớp ở trên ấy. Cái vấn đề này thì nó sẽ khó hơn nhá, nên là anh em chúng ta hãy từ từ mà làm. Đó, anh em đứng xa xa xíu xong lâng lâng cái móng lên sao cho cái độ cao này, thứ nhất là phải đáp ứng được cái độ cao, thứ hai là cái bên ngoài ấy cho nó vuông vắn ra ấy. Đó, nếu không là chúng ta sẽ không thể nào mà xây được nhá. Anh em nhớ là chúng ta sẽ lựa 4 ô để chúng ta ở. Ngôi nhà của tôi thì nói chung là nếu như mà anh em bị clan dai hay gì ấy, anh em vẫn có thể thủ được. Nói chung là chúng ta tử thủ ở trong đấy, chúng ta không ra ngoài luôn. Rất là chất chơi chứ, không phải sợ anh em ạ. Rồi, anh em cứ xây sao cho nó gọi là căn căn thôi, chúng ta chứ cũng không có một cái mốc nhất định ấy. Anh em căn căn sao cho nó hợp lý là được. Khá là khó đấy nhá các ông nhá. Tôi xây cái móng này hết cũng phải lúc đầu mà tôi mới xây cũng phải tầm tiếng 2 tiếng đấy. Anh em chịu khó. Cần cù thì gọi là à, và đặc biệt cái bản vẽ này không copy được nhá. Nhiều ông thì cứ hỏi là copy copy nhưng mà xin lỗi anh em là đéo thể copy được. Rồi, cái này không được nha anh em nhá. Xây mà nó bị vỡ cái móng ấy là không được nhá. Chúng ta gỡ đi xây lại này. Xây khi nào mà nó nọt vào trong cái móng luôn nhá thì mới được nhá. Nhiều ông thì bảo copy copy nhưng mà copy không được đâu nha anh em nhá.
copy thì nó chỉ có giới hạn này, còn cái này copy không nổi luôn. À, đừng có ông nào hỏi copy xin bản vẽ các kiểu, cái bản thiết kế của nó anh em có copy được, có đặt có cóp được đi chăng nữa nhưng mà cũng không đặt được cái nhà ra, tại vì là cái móng thấp nhất với cái móng cao nhất ấy, anh em mà lấy được cái móng cao nhất ấy thì anh em không lấy được cái móng thấp nhất. Đa số là chúng ta phải xây xong chúng ta phải tự 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 gõ tự làm ra anh em ạ, chứ không có sẵn đâu, nên là anh em có xin cái móng cao nhất với thấp nhất thì nó cũng như nhau. Căn nhà này anh em nào mà chơi solo hay đua gì đấy thì tôi nói các ông mẹ hết nước chấm luôn, tử thủ trong nhà luôn, đéo làm gì luôn, cửa lan đứng ngoài chỉ có nhìn nhòm anh em thôi, chả làm được cái mẹ gì hết, hứa với anh em luôn. Khó phết đấy anh em. Anh em thứ nhất là phải đáp ứng được độ cao này, thứ hai là phải bọc được nó ở trong này nó mới khó, còn dễ quá thì lại chúng ta lại ai cũng xây được đấy. Ông nào mà chịu khó chăm chỉ, tôi nói các ông ấy, xây cả nhà này thì thôi vui phải biết, tí là tôi sẽ cho các ông xem cái kiến trúc nhà này nó là một cái kinh khủng như thế nào, anh em có thể làm căn nhà này thành căn nhà giấu đồ anh em. Ôi trời, đấy như thế này rồi còn chưa được, đây ơi, ui giời vừa khít luôn anh em nhé, trời đấy. Đấy anh em phải làm cho nó gọi là chúng ta có thể bọc được ấy thì nó mới được nhá. Rồi chúng ta sẽ thử xem cái độ cao này, anh em xây thử tấm tường này trước này. Ui thấp quá rồi anh em ạ, thấp quá nhá, chúng ta không bịt được nhá. Rồi chúng ta thử cái tường tường này coi xem nào. Ui, thấp quá nhá anh em nhá, như thế này thì chúng ta không không được nhá. Các ông xây như thế này ấy, thì chúng ta không thể nào mà bịt được cái TC ấy. Chúng ta phải để cái TC nó nọt vừa vừa tầm ấy. Nó sẽ có cái vừa tầm nha anh em nhé, không phải là nó lúc nào nó cũng không vừa đâu. Nói chung là cái độ khó của nó thì chúng ta phải làm cho cái TC này nó vừa với cái lớp trần này này. Nó vừa vừa tròn y ấy. Sau cái lớp trần trên thì nó sẽ gọi là thêm một lớp nữa là bằng với cái móng luôn. Như vậy thì quân địch nó vừa khó phát hiện mà cái lớp trần này nó cũng rất là an toàn đấy. Dài nhà chúng ta chưa biết TC đâu mà dài tốn kém lắm. Tôi sẽ cố gắng tôi sửa lại nha anh em nhé. Rồi anh em ơi, tôi cuối cùng tôi cũng đã xây được rồi anh em ạ. Đó là một cái gì đó hoàn chỉnh rồi nha anh em nhé. Sau khá là lâu thời gian này tôi cũng xây được rồi. Đây thành quả đây anh em ạ. Đó. Rồi anh em đã thấy chưa, nó vừa bằng với cái lớp trần này nhá, vẫn là một cái móng cao nhất, một cái móng thấp nhất, vẫn lại một cái móng kìa, tôi lấy mãi mới được ở bên đấy, bên này nó hơi khó xây ấy. Còn cái bên này thì anh em có thể xây nọt vào lòng luôn nhá, nói chung là tùy anh em xây sao cho chúng ta đi di chuyển nó hợp lý ấy. Thì cái móng đây tôi lên tôi sẽ cho anh em xem, đây là cái móng thấp nhất rồi, cái móng cao nhất, còn cái móng bên trong kia là cái móng mà tôi mới xây xong ấy. Anh em có thể thấy đấy, nó kiểu nó nọt nọt vào trong ấy. Ok, sẽ tôi sẽ tạo cái móng cao cao này nhá, cho nó vuông vuông đó. Anh em nó có thể xây thì chúng ta có thể thiết kế sao cho nó thấp xuống nhá, để cho chúng ta di chuyển ở trong đấy cho nó hợp lý ấy. Để tôi cho anh em xem. Nó vừa y nhá, nó có thể vừa cái lớp trần không cần phải bung nhá. Rồi, nó bằng cái lớp móng trên luôn này. Anh em có thể không nhìn thấy cái đấy là cái trần nhà luôn nếu mà anh em không không để ý kỹ. Rồi, đây tôi sẽ cho anh em xem luôn, nó gọi là ẩn thân chi thuật luôn anh em nhé, chỉ có những gọi là những siêu nhân điện quang thì may ra nhìn được thôi chứ còn rất là hiếm anh em ạ. Rồi các ông có thể thấy gì không, ông biết đâu là móng đâu là trần nhà không?
tôi nhiều, tôi nhìn nhiều tôi còn đéo biết đâu là móng đâu là trần nhà, là cứ bằng chị luôn anh em ạ. Đó, ở dưới chúng ta không cần phải bung nha anh em nhá, chúng ta không cần phải bung, nó vừa bằng với cái TC luôn, nếu nó bịt cái TC chúng ta có thể di chuyển TC ở dưới được luôn. Đó, còn ở trên này thì nó bằng với cái móng nhà luôn. Ok chưa anh em? Ok nhá. Đó, không phải chỉ nó bằng mồm nhá anh em nhá. Đó, nói chung là khá là lâu đấy, tôi ngồi tôi nghiên cứu cái nhà khá là lâu mới xong được cái nhà này. Anh em nào mà chúng ta chăm chỉ một tí chúng ta có thể học đấy. Thì chúng ta nói chung là chúng ta biết cách xây thì nó xây nhanh lắm. Như tôi bây giờ tôi khoảng tầm xây khoảng tầm 30 phút thì đấy một tiếng là ok rồi. Đó. Xoay. Anh em có thể làm cái móng này nó thấp xuống nhá, chứ tôi tại vì còn một cái móng nữa mà tôi xây trước lên cho anh em xem ấy. Cái móng này anh em có thể cho thấp xuống này. Đó, cho nó gọi là dễ di chuyển hơn. Đó, vừa chịn nha anh em nhá. Không cần phải gọi là lấp liếm, không cần phải di chuyển, chúng ta có thể di chuyển tủ TC chúng ta có đứng dưới này được nhá. Đó. Đây, anh em có thể đổi cái chỗ này thành cái móng cái hình vuông ấy để cho nó tiện này. Tôi sẽ gỡ ra nhá. Đó, anh em để hai bên góc này cho nó tiện. Dạ. Yeah. Ok nha anh em nha, chúng ta có thể xây gọi là vừa hình vừa vừa cái trần với lại bằng cái ấy, bằng cái móng, vừa bằng cái trần mà vừa bằng cái móng luôn, bằng cái TC ấy. Anh em có thể nết nó ra bằng cái TC này luôn. TC này chúng ta không cần phải bung nha. Đó. Đây. Anh em làm gọn gọn nó vô trong này thì nó dễ hơn là anh em làm ra ngoài ấy. Rồi. Tôi có nhờ thằng em của tôi ấy, nó vô trong server để nó gọi là phụ tôi bung turret điện nhá. Thì tiện đây cũng hướng dẫn cho anh em cái cách để chúng ta bung turret điện luôn, sao cho nó hợp lý nhất. Thằng em tôi nó vẫn đang còn ngơ ngác, đéo hiểu chuyện gì xảy ra. Đây, để tôi sẽ cho nó xem cái công trình kiến trúc thế kỷ của tôi. Chồng. Đây anh em nhá, gửi cho anh em xem nhá. Một đường này. Sai, tuyệt vời chưa anh em, bằng chị luôn. Hai đường này đấy, không cần phải bung nha. Ok, tôi sẽ cấp quyền cho nó. Đây, tôi sẽ xây lại anh em đi ra em. Đấy, không cần phải bung anh em nhá, vừa bằng cái TC nhá. Anh em căn sao khó ở cái là vừa phải bằng cái TC mà vừa phải bằng cái móng ngoài luôn, để quân địch nó sẽ không nhìn ra. Căn nhà này nó hơi đòi hỏi sự tỉ mỉ một tí. Cũng nhiều anh em sẽ thắc mắc là chúng ta sẽ chơi kiểu gì về căn nhà này. Tí nữa tôi sẽ cho anh em xem. Đầu tiên thì chúng ta lên bung turret đã. Đó. Anh em cần một người đặt turret với một người đặt trần nhá. Hình như là không được hay sao ấy. Hình như không được anh em ạ. Để tôi sẽ bung lại này. Nãy giờ thằng em tôi nó bấm chậm quá. Giờ tôi phải bung turret nha anh em nhé. Để thằng em nó xây trần nhưng nó bấm kiểu nó bấm chậm quá ấy. Cái turret nó không bung xuống dưới. Đây. Để tôi sẽ không được anh em ạ. Này nó bấm chậm quá. Để tôi cầm cái turret nhá để nó xây nha anh em nhá. Ok. Anh em đến 1 2 3 ấy, xong một người sẽ xây trần, một người sẽ đặt turret xuống thì nó sẽ bung được cái turret ở dưới nhá. Nói chung là bung như thế thì cái turret nó sẽ bền hơn đấy. Đây, để tôi sẽ cho anh em xem cái turret tại sao tôi lại để cái căn nhà này chúng ta thủ nhà nó khá là ok. Rồi, chúng ta sẽ đặt thử cái turret xuống này. Cho nó xây trần. Sai. Đây nha anh em nhá. Anh em nhìn thấy không? Cái turret nó sẽ ở dưới này nhá. Nó cái chân nó ở dưới ấy. Có cái đầu nó ở trên thôi mà cái chân nó ở dưới. Anh em mà xây như vậy ấy, nói chung là chúng ta giữ cái turret bắn hơi bị kinh. Tôi hôm bữa tôi bị giật tung hết cả người, đéo dai được nhà nó, cay vậy đài. Trong khi chúng nó chơi solo, chơi đua, mình đéo dai được. Đấy, anh em thấy gì chưa? Xoay, đỉnh về đá luôn. Ok. Rồi, chúng ta sẽ bung xuống dưới nhá. Em tôi làm chậm quá anh em. Ok.
kìa. Đây, được rồi anh em nhé. Chắc cũng nhiều anh em thắc mắc là kiểu như là cái tủ lạnh điện này liệu nó có giật không? Đấy, kìa, anh em thấy chưa? Thằng em kia thì nó không có quyền nhá, giật cho tung người rồi đấy, vừa bò bốn chân đấy. Đấy. Còn anh em sẽ hỏi kiểu như là khi mà chúng ta bắn bazooka vô ấy, liệu cây turret này nó có được CA không? Không anh em nhá, không hề mất một giọt máu. Đây, bắn lại em. Không mất một giọt máu nhá, chỉ mất máu cho ở chân thôi nhá anh em nhá. Anh em mà lâng lên trần Titan thì anh em biết rồi đấy. Cây turret này đã bất tử anh em nhá. Dài chết người luôn. Đỉnh không anh em? Được không anh em? Anh em mà đụng vào cái turret thôi mẹ cứ phải gọi chết liên tục luôn. Không có cửa anh em nhé. Vào dai chỉ có tốn bom thôi. Hầu như là đa số nếu mà anh em lâng được Titan này, xong anh em chạy tường năng lượng này, ui mẹ, chắc chắn là anh em chơi solo ấy, chơi gì ấy, chúng ta kiểu gì chúng ta cũng farm được Titan ấy. Nên là cái vấn đề mà chúng ta lâng được mấy cái móng Titan, những cái trần Titan này, nó là một câu chuyện tôi nghĩ là khá là dễ thôi. Anh em chịu khó farm một tí, anh em có thể thủ cái nhà này ở cái mức gọi là kinh khủng khiếp luôn đấy. Nói chung là anh em cứ tưởng tượng là cái dàn móng này với lại cái trần nhà này mà Titan thì anh em hiểu đấy. Nó là một câu chuyện kinh khủng luôn rồi đấy nhá. Rồi, như tôi nãy có xây lên rồi anh em ạ, tôi thử test cái nhà này tôi xây lên. Nói chung là cái độ xây của nó cũng khá là khó nhưng mà anh em tùy từng anh em xây thôi. Nói chung là anh em xây được cái móng đấy thì anh em có thể tùy anh em kết hợp từng cái nhà nó khác nhau. Như tôi thì tôi có thể kết hợp với nhà tường đôi này, cũng không cần phải quá là to. Nói chung là đây là căn nhà mà tôi xây hết khoảng tầm 1.000 kiến trúc anh em nhé. Nói chung là full kiến trúc tủ đấy, một tủ duy nhất nhá, chưa có chia tủ các kiểu. Anh em nào mà thích chia tủ thì anh em chia thêm. Căn nhà này tôi thấy là anh em lên làm tường đôi xong rồi xây nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà như tôi thì có thể tôi xây to lên đấy. Anh em có thể xây nhỏ nhỏ nhưng mà xây nó dày dày một xíu, như kiểu đóng hộp ấy, khá là ok. Nói chung là thủ cưng. Còn như tôi thì tôi xây tường đôi này, xong tôi bung turret này. Phòng đồ tôi có thể tôi để đây. Đấy. Xong rồi cửa kiếc. Tôi thì tôi sẽ để phòng đồ ở đây, tôi nghĩ là tôi để đều đây nó hợp lý. Rồi, anh em muốn xuống thì chúng ta có thể vào đây, xong chúng ta gỡ cái móng này. Cái móng này anh em có thể lâng lên sắt cũng được hoặc lâng lên thép cũng được, chúng ta gỡ ra thì nó chẳng bao nhiêu mua đâu. Đó, anh em gỡ móng ra, anh em xuống này. Đó, anh em thấy không? Tôi có thể xây cái thấp 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 ở dưới này rồi nên là cho nó tuyệt vời một tí, cho nó gọi là di chuyển cho nó dễ. Đấy, như dưới này chúng ta để ba cái máy phát điện ở dưới để cho chạy ba cái máy điện ở trên. Sau anh em khi nào lúc nào anh em lên anh em hất lên đấy. Đó. Chúng ta treo lên thôi. Bây giờ anh em không muốn đấy thì chúng ta đóng vào. Nhốt móng vào xong rồi nâng lên đá sắt gì đấy cũng được. Còn anh em thắc mắc này tại sao cái mái này có nhiều cái này? Đây, lên trên mái rồi chúng ta có thể xây dày dày một xíu. Nó có thể xây thêm, rồi anh em có thể chia tủ thêm. Như tôi thì tôi hay cái kiểu có cái chỗ này để cover, tôi thích bắn kiểu tiêu 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 ở đây, ngồi trong này đỡ bị bay dù ấy. Anh em có thể chia nhà ra thêm rồi chia móng ra để xây thêm hàng rào, xây 2-3 tủ gì đấy, 4-5 tủ cũng được. Nói chung chơi solo thì chúng ta có thể xây thêm hàng rào ấy nhưng mà sợ không đủ kiến trúc ấy. Anh em nào mà chơi solo có thể là up thêm một vài cái acclon vào. Còn anh em nào mà chơi có đồng đội thì nó dễ hơn. Đấy, như tôi nhà tường đôi này, tôi sẽ cho anh em xem về kiến trúc nhà này nhé. Đây, móng móng đôi đây anh em. Đó. Đây là cái lớp móng quan trọng này, anh em hãy lâng Titan lớp móng này. Thế thôi. Sai. Anh em được phát lớp móng này vào nhà thôi. Tôi nói anh em đục móng mà vào nhà thì khóc tiếng chó luôn. Đấy. Turret kìa anh em thấy không? Đấy, đục móng nhá. Nếu mà thằng nào nó muốn đánh nhá anh em, nó phải đục móng vào nhà ấy. Anh em cứ tưởng tượng cái cảnh mà mình đục một quả móng Titan không? Mẹ biết bao nhiêu bom cho nó đủ. Tôi nói anh em khóc tiếng chó luôn. Nói chung là gần như là kiểu muốn ra anh em phải kiểu C4 các kiểu ấy, C5 các kiểu ấy. Mà anh em biết cái kiểu mà C5 không? Đây, tôi sẽ cho anh em xem lớp tường, một lớp, hai lớp, ba lớp,
4 lớp, 5 lớp. Đấy, xong đến lớp móng này. Cái này là lớp tương đương đến phong đồ này, nói chung là cũng 5 6 lớp. 5 6 lớp tường mà anh em nâng được một lớp titan hoặc là một lớp sắt, nói chung là một lớp titan, còn lại nâng lên sắt. Nói nõi thì nâng lên sắt, nâng lên titan, còn ở ngoài anh em nâng sắt cũng được. Nói chung là sắt thép gì đấy. Nói chung là chúng ta chơi solo thì chắc là anh em cũng chịu khó rồi. Tôi nghĩ anh em không lười đến mức mà gọi là phải để không nâng được sắt đâu nhỉ. Titan thì anh em mà chắc cũng đi farm chắc cũng có rồi. Lưng quả nhà Titan thì mấy hồi anh em farm, thường thường tôi thấy mấy anh em solo thì chắc là chăm farm lắm. Đấy, xong anh em ở dưới này anh em tử thủ thì thôi. Đó, nói chung là căn nhà này anh em chỉ cần nâng được Titan ở bốn lớp trong nõi đấy, với lại một cái móng dàn móng này là anh em bất tử mẹ luôn. Phòng đồ thì anh em có thể chuyển xuống dưới cũng được. Đồ anh em trên thì anh em để đồ phá ke thôi, mấy cái gọi là linh tinh ấy. Anh em để trên đấy để cho gọi là chúng nó trên này này. Anh em có thể để gọi là cho chúng nó biết thôi, gọi là có thôi. Còn ở dưới thì anh em để các đồ quan trọng như thuốc nổ chẳng hạn. Khá là an toàn. Tôi sẽ gỡ ra nha anh em nha. Tôi sẽ gỡ ra, tôi chỉ cho anh em luôn nhé. Không nhiều ông lại không biết. Đây anh em nhé, tôi sẽ gỡ hết ra. Đây tôi mới gỡ rồi. Tôi sẽ chỉ cho anh em cái cách chúng ta đặt bung cái turret điện được luôn. Bung turret điện thì nãy tôi có chỉ đây. Bung thêm thôi, bung ở trên, bung ở dưới, rồi anh em bung thêm một lớp mái nữa. Là cái turret điện anh em muốn đục vào ấy phải tầm hai lớp titan ấy. Nói chung là nó giật chọc thì cũng gọi là Oshimala. Anh em như xây đến đây nhé, anh em xây đến đây xong bắt đầu chúng ta sẽ gọi là bắt đầu đi xây. Anh em lấy móng ra như vẫn bình thường thôi, vẫn là kéo móng tam giác rồi bung. Anh em bung xong turret điện đi, kêu bạn bè gì đấy, nếu mà không có bạn bè thì anh em nói chung là anh em nhờ bạn bè đi, lên có bạn bè một tí. Nói chung là chúng ta nhờ bạn bè vào rồi hai người cùng bung. Bung xong rồi chúng ta đến cái khâu này thì chúng ta kéo cái móng. Nhưng móng tam giác thì anh em cũng biết rồi, tôi có làm gọi là chụp cái video về cái tường đôi rồi. Nói chung lần nào live stream thì tôi cũng xây nhà thì có tường đôi trong đấy rồi. Anh em thì vẫn như cũ thôi nhá. Lấy ra 7 lớp, 7 cái móng, xong móng thứ 8 là móng tam giác. Rồi xong rồi kéo móng tam giác vào thôi. Xong này móng tam giác đôi, xong này anh em xây như thế cho nó vuông ấy. Đó. Rồi, móng cuối thì anh em đây. Tam giác đây. Nói chung là anh em cũng có thể chia tủ ra nhá. Như lúc nãy cái tủ của tôi kiến trúc thì nó cũng chỉ có 1.000 thôi. Mấy cái đoạn này tôi chắc là tôi sẽ tua nhanh lên nhanh anh em nhá.
Đây, cái đoạn này nó hơi khó một xíu. Thì cái tua điện anh em, nó vẫn có thể xây được cái mái nhà tam giác này nha. Thì tôi không biết sao cái mái nhà tam giác này nó có một cái điểm rất là lạ. Chúng ta có thể bịt được cái thứ này. Đó. Anh em coi như là anh em có thể bung được cái tua điện 2 lần rồi đấy. Nói chung là khá là tốt. Nhưng mà chúng ta chỉ bọc được kiểu thế là nó xây theo cái kiểu phong cách gì tôi chưa hiểu nữa. Nói chung cái mái nhà tam giác này là một cái sản phẩm nỗi của con game này. Đó anh em thấy không? Xây 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 cùng bên cùng hướng nhau thì được, mà xây ngược hướng đéo được luôn. Đó anh em, nói chung là chúng ta có thể xây cái mái nhà tam giác này ra để bọc thêm cây tua đắt điện đấy. Nó để bọc thêm cây tua đắt điện cho nó được 2 lớp. Nói chung là khi mà bị dài ấy, 2 lớp này nó khá là tốt đấy. Anh em đục vào, nói chung là anh em thử nghĩ xem một cái mái tam giác, một cái mái titan xong lại thêm một lớp trần titan nữa. Tôi nói anh em đục vào nó cứ phải gọi là 26 quả C5 rồi đấy anh em ạ. Nó là một câu chuyện kinh khủng rồi đấy. Nói chung là tốn phết đấy nhá. Đục vào đây thì thôi tôi nói anh em tốn đừng hỏi luôn. Là anh em xây vào xong rồi bịt tam giác này. Đó. Cái tua đáy điện thì nó vẫn xài được, nó vẫn xài như bình thường, nó vẫn giật được nhá. Nó không phải là không giật được. Anh em bọc trong cửa sổ nữa, nó có thể thò ra cửa sổ. Nói chung anh em chơi solo hoặc là chơi đua thì chúng ta chắc chắn là có quyền nhà rồi. Không giống như chơi cờ lan, chơi cờ lan thì anh em bọc như thế này, để như này thì tụ đáy điện nó rất chết người cờ lan đấy. Nhưng mà anh em chơi đua hoặc là chơi solo thì nói chung là ai có quyền nhà nên là cũng chả sợ đâu, bật tụ đáy điện cho nó phấn khích. Rồi, tôi sẽ tiếp tục xây lên tầng trên nha anh em nhé. Nói chung là cái xây này thì nó cũng như bình thường thôi. Anh em xây giống như những căn nhà trước thôi. Anh em nào mà cái đoạn tua ở đây mà anh em không hiểu lắm thì anh em có thể lên coi lại những cái video trước của tôi ấy, thì nó cũng kiểu kiểu thế thôi. Còn cái cửa thì anh em có thể xây đi lên tầng 2 nhá. Chúng ta hạn chế đi ở tầng 1, tại vì tầng 1 nếu mà anh em đi từ tầng 1 ấy nó thường thường nó hay bị lỗi. À, chúng ta đi từ tầng 2 cho nó chất chơi người rơi. Đấy, đi thẳng lên tầng 2 luôn. Đó, thế thôi. Cũng xây tường như bình thường anh em bọc vào thôi. Đây, có một cái vấn đề nhiều anh em cũng hay thắc mắc về cái trần này. Đây, chúng ta sẽ xây cái lớp
tam giác này nha anh em nhé. Cái chân này anh em muốn làm chân đôi, anh em xây một lớp tam giác đấy cho nó có cái lớp lớp hai ấy. Đó anh em thấy không? Nó sẽ thòi lên ấy. Anh em có thể xây được cái lớp chân đôi nhé. Đó, anh em thấy chưa? Nói chung là anh em xây đến cái đoạn giữa giữa anh em căn nó có lớp 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 tam giác đấy thì nó chúng ta sẽ có cái chân đôi này. Đó. Rồi, chỗ này không chịu tải vì ở dưới bọn tôi xây nó bị hỏng anh em. Nói chung là tôi xây nhanh nhanh cho anh em xem cách xây ấy. Anh em nào mà chúng ta chơi mà xây muốn xây nó chi tiết thì chúng ta nên chia tủ ra ấy. Tại vì cái nhà này tôi xây thì nó có một tủ thôi, nó chỉ rơi vào tầm 800 kiến trúc gì ấy. Nói chung là cái full một tủ hình như 800 kiến trúc ấy. Anh em nào không anh nhiều anh em lại bảo là tôi chơi bên server xã hội nó lại xây được nhiều, anh em xây được ít ấy. Nên là tôi xây một tủ để cho anh em nhìn, anh em tham khảo cho nó dễ. Đó, anh em nào mà chơi ở bên server chính thì anh em có thể chia tủ ra nhá. Rồi long thêm acclon vào chúng ta xây. Nói chung là căn nhà này thì xây một cũng được, nếu mà anh em chơi một mình thì chúng ta xây nhỏ nhỏ một xíu. Còn chơi hai người thì xây như thế này là vừa nhá. Rồi, cái chân anh em cứ làm chân đôi như bình thường thôi. Chân đôi xong lên trên là chân 4, gọi là được cái lớp chân 4 lớp là được rồi. Cũng chả cần phải dày quá đâu. Còn ông nào mà xây nhỏ nhỏ thì làm 8 lớp, 10 lớp thì cũng được. Còn xây mà không nhỏ nhỏ, thích to to thì xây 4 lớp là vừa rồi. Nhà này tôi nói thật với anh em thủ tự thủ trong nhà thôi nó là một câu chuyện mẹ kinh khủng rồi. Anh em mà on mà thủ nhà thì gần như là bất bại anh em nhé. Chỉ sợ anh em ọp thôi, anh em ọp thì nó gọi là cũng hơi lâu lâu ấy, nếu mà dai được nhà anh em cũng tốn khá khá đấy, còn không thì cũng là một câu chuyện khá là thú vị đấy. Rồi, cũng có nhiều anh em về cái thắc mắc là chúng ta sẽ đi xuống đường nào. Đây, anh em cứ mở cửa để sẵn cái ô mà ô móng ấy, anh em gỡ thành cái đường xuống nhé. Rồi anh em thắc mắc là cái nhà tôi sẽ lâng lên khoảng tầm bao nhiêu thì đây 230 cả đá nha anh em. Anh em có thể lâng lên khoảng tầm 300 ca đá này, cho hẳn 300k để mà anh em chia tủ cho thành 300k đây. Trên tủ rào nữa thì chắc là 400 ấy. Đó, sắt đây. Thép đây, 22k. Sạch. Chung là nó cũng vừa tầm thôi anh em ạ. Nếu mà anh em chơi solo thì nó gọi là vừa đủ farm thôi. Anh em chơi xếp hạng, nhất là anh em chơi xếp hạng, chứ còn anh em chơi chuẩn thì chuẩn với kịch thì chúng ta xây, nói chung là xây nhà nhỏ nhỏ đấy. Không cần phải úp hai lớp gì đâu, làm cái nhà nhỏ nhỏ này nó cũng bùng quét điện chết trong nhà luôn cũng được anh em, béo bao giờ chết luôn, bất tử mẹ luôn đấy. Mỗi lần anh em đi lên anh em bịt cái móng vào được, cái móng này đấy, anh em xây cái móng vào, anh em nâng đá nâng sắt thì cũng được, chả cần được để đá này đó, mỗi lần đi ra đi vào gỡ ra một tí ok là trời tuyệt vời luôn anh em ạ. Ví dụ như anh em bị dai nhà ấy, anh em lưng lên titan nhá, anh em không ra ngoài nữa, anh em ngồi hẳn trong nhà mẹ luôn, đéo ra ngoài nữa. Ví dụ bị mình còn thủ được nhà ấy thì anh em còn thủ, còn nếu mà anh em không thủ được thì anh em ngồi mẹ ở dưới luôn, đéo lên nữa, bất tử ở dưới luôn, gọi là chiến thần ngồi mẹ ngồi trong nhà thủ nhà luôn. Đây tôi sẽ mô phỏng kiểu anh em mà ngồi dưới này nó cảm giác như thế nào. Đây anh em bịt cái ấy vào, anh em lưng lên titan. Đây, tôi nói anh em ngồi dưới này tử thủ ở dưới đấy, là hai lớp trần, anh em tưởng tượng đến hai lớp trần năm, anh em ngồi mẹ ở dưới này xong rồi turret điện ở trên cứ giật thôi, đéo phải làm gì luôn, cứ ngồi ở dưới này xong lưng lên mẹ thằng nào đánh xuống phát xong anh em sửa uầy đấy nha anh em nhá. Anh em có thể xây thêm mấy cái lớp tường này, như tôi thì tôi lười tôi không xây, anh em nào thích xây thì nhớ cái lúc mà lúc đầu móng mới làm móng ấy anh em xây lên. Đó, xong anh em ngồi anh em tử con mẹ thủ ở trong này luôn, đéo phải lo luôn. Sai. Bất tử, bất khả chiến bại trong trong cái móng này nha anh em nhá. Nói chung là anh em ngồi bốn xung quanh anh em làm móng ấy, chúng ta cũng không có sợ mấy. Ok, tôi sẽ thử giả dụ như phòng đồ ở đây đi. Anh em để một cái bàn ở đây, mà chắc cũng không cần để bàn đâu. Anh em để bàn ở trên ấy, tôi khuyên anh em nên để bàn ở trên thì nó ok hơn, để trên cái móng ấy. Đồ đạc anh em ví dụ ba cái máy phát điện thì anh em cứ để dưới này cho nó hợp lý. Anh em làm thêm chục cái dương, 6-7 cái dương, một cái túi ở đây. Một cái túi thôi, không cần phải hai người đâu, một người ngồi thủ dưới này là được rồi.
Đó, hoặc là túi của anh em luôn, thủ dưới này. Thằng nào đến dai xong anh em đéo ra ngoài nữa, ngồi mẹ dưới này luôn. Bấm sửa đồ đây, ví dụ nó mà định dai bằng bom titan cái sửa mẹ luôn. Rồi, tôi nói anh em xong rồi ở dưới này anh em có thể đặt trần được ấy. Anh em có thể đặt trần lên trên được ấy. Anh em ngồi lên cái đoạn này này, xong anh em có thể đặt trần lên trên nhá. Chúng ta ngồi nhấp 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 lên có thể đặt trần lên trên đấy. Mister, đây thằng em tôi xuống đây. Để kêu nó quăng mấy cái dương ra đây nhanh anh em nhé. Quăng mấy cái dương ra đây, mô phỏng, chúng ta sẽ mô phỏng kiểu giấu đồ ở đây, xong rồi các kiểu giấu thuốc nổ, giấu bom ở đây. Xoay. Nên ví dụ như ông nào mà chơi solo ấy, xong rình 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 chúng nó off ấy, anh em xây mấy cái nhà ở chỗ kín kín một tí, mẹ, xong anh em lừa lừa chúng nó off phát anh em nick con mẹ chúng nó, đéo bao giờ tìm được anh em luôn. Xây mấy chỗ kín kín xong anh em xây mấy tòa nhà này thôi, tôi nói anh em mẹ bất tử luôn, mẹ đéo bao giờ tìm được anh em, kể cả có tìm được chăng nữa cũng kiểu đéo đủ bom ấy, anh em mà lân titan lên bom mẹ hơi bị nhiều ấy, thề với ông luôn. Lân quả nhà này mà lên titan dai mẹ cứ phải gọi là chúng nó farm ói 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 luôn. Đây để tôi xem là sẽ chỗ này dưới này nó sẽ chứa được khoảng tầm bao nhiêu cái dương nhé. Đây tôi sẽ mô phỏng để dương ở dưới này cho anh em xem luôn, không nhiều ông lại bảo chả để được cái đéo gì ở dưới này, như cái mắt muỗi này, để đồ thì đéo nào được các kiểu để mô phỏng cho anh em xem luôn. Chúng ta để đồ dưới này. Đây. Xa. Xa. Úi xa. Đây nha anh em nhá. Năm cái dương nhá. Nói chung là anh em vẫn có thể để thêm dương để xung quanh này hoặc làm gì đó, nói chung anh em sắp xếp sao cho anh em ở nó gọn gàng tí. Rồi xong anh em tử thủ dưới này. Đấy, nói chung là chúng nó đánh thì chúng nó không bao giờ mà, anh em biết đấy, như mình đánh bom vậy, mình kiểu mình đánh không bao giờ mà phát là sập luôn đâu. Với cả ở trên có turret điện này khó lắm anh em ạ, thật với anh em luôn, ở trên có turret điện đây nó giật, nó một câu chuyện đánh bom vào không, anh em cứ tưởng tượng ở trên turret điện này mà anh em lâng titan lên đánh vào là hết 13 quả quả C5. Xong rồi thêm một lớp trần nữa là 13 quả nữa. Mà phải đặt bom titan, đặt bom 5 mới được. Bắn bazooka không bắn được. Trời anh em tưởng tượng đi. Mẹ đến đéo bao giờ. Nếu ví dụ ra đến đây phát xong mình ngồi mình sửa nữa thì anh em biết rồi đấy. Chỉ có khóc thôi. Thằng em tôi nó nhét mẹ con chó dưới này anh em. Rồi. Rồi. Đấy. Anh em thấy chưa, căn nhà này thì nó khá là dễ thôi, anh em tử thủ này, nói chung là tử thủ dưới này tí si tí sụp rồi xuống đường xuống cách xuống rồi chúng ta giấu đồ dưới này, nói chung là nó sẽ phù hợp với căn nhà giấu đồ với lại anh em solo kiểu núp núp ấy, người ta xây nhà trốn trốn rồi chờ dai hợp lý luôn. Đấy, ở dưới này khá là linh động, anh em đứng được không phải ngồi nhá, không phải lom khom nhá, anh em có thể đứng được luôn. Ok anh em nhớ. Căn nhà tôi chắc cũng đến đây rồi anh em ạ. Anh em nào có gọi là thắc mắc gì hay là có gì có thể có cái căn nhà nó hay hơn hay là như thế nào, anh em có thể comment cho tôi biết hoặc là inbox cho tôi để tôi ngó với nhé. Chứ không phải mấy căn nhà anh em siêu nhân nhé. Rồi, tạm biệt anh em. Bye bye anh em. Hẹn anh em ở những video lần sau. Bye bye.